đốt nhà cha mẹ vì không mượn được tiền. Mượn tiền nhưng cha mẹ không cho, Hùng ném điếu thuốc đang hút vào vị trí đã đổ xăng trước đó dẫn đến lửa bùng lên làm cháy nhà. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên vừa truy tố bị can Nay Y Hùng, sinh năm 1996, trú tại Buôn Thô, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, ra trước tòa án nhân dân cung cấp để xét xử về tội hủy hoại tài sản. Điều đáng nói trong vụ án này là người bị hại chính là cha mẹ ruột của bị can. Theo cáo trạng, chiều ngày 12 tháng 3, Hùng thuê xe ô tô đi từ thị trấn Hai Riêng đến nhà ông Sở Y Minh, bà Nay Hợ Quá Cha, mẹ ruột của Hùng ở Buôn Thứ, xã Y Ba, huyện Sông Hinh để mượn tiền trả nợ. Khi đến nơi thì không có vợ chồng ông Y Minh ở nhà nên Hùng gọi điện cho bà Hờ Quá hỏi mượn 5 triệu đồng. Nhưng bà Hờ Quá không đồng ý vì Hùng nhiều lần mượn tiền nhưng không trả. Sau đó, bà Hờ Quá gọi điện cho con gái là Nay Út dặn đem số tiền mới bán đất đi cất. Hùng đứng bên cạnh nghe được nên biết bà Hờ Quá mới bán đất có tiền. Hùng tiếp tục gọi điện cho bà Hờ Quá nói mượn 20 triệu đồng nhưng bà Hờ Quá vẫn không đồng ý. Hùng nói nếu không cho mượn thì Hùng bán bò, đốt nhà, bà Hờ Quá trả lời muốn thì bán đi. Có cái nhà đó muốn thì đốt. Nghe vậy, Hùng lấy xe mô tô của gia đình bà Hờ Quá đang dựng trước nhà, cầm theo can nhựa đến cây xăng Buôn Thứ mua 200.000 đồng tiền xăng đem về nhà bà Hờ Quá, đổ xăng ra giữa sàn nhà và ngồi hút thuốc lá. Hùng tiếp tục gọi điện cho bà Hờ Quá hỏi mượn tiền nhưng bà Hờ Quá không đồng ý nên ném điếu thuốc đang hút vào vị trí đã đổ xăng, dẫn đến lửa bùng lên làm cháy nhà của gia đình bà Hờ Quá. Thấy vậy Hùng bỏ trốn. Hậu quả, gây thiệt hại một căn nhà sàn bằng gỗ, mái lợp ngói, 50kg lúa, 10kg gạo, một cái can nhựa loại 30 lít với tổng trị giá là 53,25 triệu đồng.